Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Nguyễn Đức Chung từ ca thủ đến thất thủ. Dư luận nói quá nhiều về Nguyễn Đức Chung, báo chí cũng tốn không ít giấy mực viết về một đề tài theo đám đông là điều mà tôi không muốn. Nhưng đọc nhiều bài viết về Chung con nhưng thấy chưa có mấy bài đi đúng bản chất của sự việc nên đành phải lên tiếng. Và đặc biệt là có cách nhìn công bằng hơn về những cuộc đấu đẫm máu trên sàn quyền lực. Từ đó suy ngẫm về luật nhân quả vốn là triết lý căn bản của Phật giáo, nhưng không mấy ai đã thấu hiểu. Một buổi chiều cuối tuần tháng 12 năm 2015, chúng tôi có cuộc giao lưu kỹ thuật chơi gôn ở Đồng Dư với sự tham gia của khá đông những chức sắc người gốc Nghệ An, Hà Tĩnh. Chủ nhà Sơn Cảnh, chủ tịch IW Group và đã chuẩn bị cho bữa tiệc này khá thịnh soạn ở nhà sàn. Nhưng rồi khi tiệc được bày ra thì anh cầm ly đi một vòng cụng theo nghi lễ rồi xin phép vắng mặt. Không khỏi ngạc nhiên, chúng tôi hỏi có chuyện gì vậy? Rằng tôi lên chào anh Chung chút, rằng Chung con vừa trúng chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, anh em đăng ký lịch đến chào. Chiều nay mới được thư ký báo là tân chủ tịch sẽ tiếp chủ tịch IWK vào 7 giờ 30 tối nay. Biết gặp chủ tịch thành phố là chuyện lớn liên quan đến nhiều dự án mà một tập đoàn tư nhân có ý định triển khai. Chúng tôi thông cảm cho chủ nhà rồi ngồi yên dự tiệc. Chủ đề của Chung con cũng bắt đầu từ đó. Theo những anh em trong ngành thì Nguyễn Đức Chung là những người giàu năng lượng, thông minh, hãnh tiến. Cái tên Chung con xuất phát từ những nhân vật quan trọng trong ngành và Chung thường nhận làm con nuôi. Trong số đó có cựu Bộ trưởng Lê Hồng Anh, lang thang cơ nhỡ không gia đình, cần một điểm tựa thì cần một mái ấm, nhận làm con nuôi ai đó là một điều dễ thông cảm. Còn Nguyễn Đức Chung không thuộc đối tượng ấy mà có đến mấy ông bố nuôi. Phải chăng đây là tín hiệu đầu tiên về một tương lai bất ổn của một người hãnh tiến này? Chung con xuất thân là cảnh sát điều tra. Năm 1990 bắt đầu tham gia đội trọng án phòng cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội, được đào tạo khá bài bản và kinh qua môi trường khắc nghiệt này nên Chung là người có bản lĩnh. Chung làm được, nói được, là tay giỏi ăn nói lại được tu luyện nhiều kỹ thuật tâng bốc nên biết lấy lòng cấp trên. Là dân đánh án trực tiếp lâu năm nên Chung cũng khá giỏi nghiệp vụ săn bắt cướp và khiến cho nhiều cấp dưới nể phục. Như đã nói ở trên, Chung có nhiều đàn anh, có nhiều bố nuôi, anh ta cũng là kẻ giao du nên có mối quan hệ rộng rãi và có nhiều đàn em. Đấy cũng chính là lý do khiến cho Chung được ủng hộ mạnh mẽ và có bước thăng tiến sự nghiệp như diều gặp gió. Tháng 12 năm 2010, Chung được đề bạt làm Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội. Chưa đầy 2 năm sau, tức là tháng 9 năm 2012, Chung được ngồi vào ghế Giám đốc Công an thành phố Hà Nội do người tiền nhiệm Nguyễn Đức Nhanh về hưu. Hơn 3 năm sau, tức tháng 12 năm 2015, Chung nhảy tót lên chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thay cho Nguyễn Thế Thảo. Nhảy một phát hai bậc từ Giám đốc Công an Hà Nội lên thẳng chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội là một điều kỳ diệu, không mấy ai làm được điều này. Cụ Nguyễn Du có câu, tài tình chi lắm cho trời đất ghen. Con đường thăng tiến thần tốc của Chung đã khiến cho những phó chủ tịch của Hà Nội lúc bấy giờ là Vũ Hồng Khanh, Nguyễn Bích Ngọc, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Trần Xuân Việt, Nguyễn Văn Sửu cảm thấy khó chịu và cay cú. Chức Giám đốc Công an Hà Nội dẫu đầy quyền lực thì vẫn là cấp sở. Thế mà chỉ qua một cuộc bỏ phiếu vào ngày 4 tháng 12 năm 2015, Chung bỗng trở thành cấp trên của họ. Sự thăng tiến thần tốc của Chung con được không ít người trầm trồ thán phục, nhưng cùng với đó là có một số người ganh ghét. Đối thủ chính trị của Chung cũng tăng lên. Trên sân đấu, Chung cũng là con người bằng xương bằng thịt, chuyện vướng vào mũi tên hòn đạn của đối thủ là hoàn toàn có thể. Nhưng dường như Chung con quá tin tưởng vào sức mạnh của ông bố nuôi. Và hơn thế là những quả bom tiền có thể dập tắt sự xôn xao của dư luận. Nguyễn Đức Chung tả xung hữu đột như chỗ không người và không từ mọi thủ đoạn để chinh phục các nấc thang của thị trường quyền lực.
Thưa quý vị và các bạn, thị trường quyền lực, tổng công ty Trung Con như đã nói ở phần trên, những cú nhảy vọt trên nấc thang quyền lực hiếm khi xảy ra trong lịch sử quan chức Việt Nam. Để có cú nhảy vọt như thế thì Trung đã được sự hậu thuẫn mạnh mẽ của cấp dưới về nguồn lực, phiếu bầu, chớp thời cơ cực nhanh và chi mạnh tay cho cấp trên. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố là cái ghế quyền lực vô cùng hấp dẫn khiến cho nhiều người thèm nhỏ dãi. Trung đã có sự chuẩn bị từ rất lâu, cụ thể là Trung đã thực hiện việc đưa tên tuổi mình lên như một người hùng qua các vụ giải cứu con tim. Và vụ thứ nhất là ngày 22 tháng 11 năm 2013, Nguyễn Đức Trung đã trực tiếp giải cứu một cháu bé hơn một tháng tuổi bị chính cha đẻ bắt cóc. Vụ thứ hai là Trung đến giải cứu ba con tin bị khống chế tại khu tập thể Thanh Xuân Bắc vào ngày 16 tháng 9 năm 2014. Trong cả hai vụ này, các cán bộ dưới quyền của Trung đều đã giải quyết xong hết mọi chuyện nhưng đã vẽ ra kịch bản rằng kẻ bắt giữ con tin đòi gặp Trung. Sau đó thì Trung đã tự tin vào chốn nguy hiểm và mọi chuyện đã kết thúc một cách êm đẹp khi kẻ bắt cóc con tin chịu ra đầu hàng và phóng thích con tin vô điều kiện. Sau đó Trung đã được báo chí và dư luận coi là anh hùng cứu nhân đổ thế. Đây là bước xây dựng danh tiếng rất tốt để cho Trung bước lên các nấc thang chính trị sau này. Năm 2015 là năm then chốt của cuộc đua vào vị trí tứ trụ vào hồi quyết định trước khi bước vào Đại hội Đảng lần thứ 12 nhằm bầu ra chức danh lãnh đạo mới của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ diễn ra vào cuối tháng Giêng năm 2016. Đầu năm 2015, Hà Nội đã xảy ra sự cố hết sức nghiêm trọng. Chính quyền thành phố Hà Nội đứng đầu là Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo đột ngột cho thay hàng ngàn cây xanh bằng các loại cây mới chưa khép tán. Một làn sóng phản đối mạnh mẽ diễn ra không chỉ trên mạng xã hội mà còn cả trên hệ thống báo chí khiến cho uy tín của Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị lao dốc không phanh. Lại thêm vụ tòa nhà 8B phố Lê Trực bị Thủ tướng Chính phủ chỉ trích công khai vì do xây dựng sai phép, vượt tầng quá cao so với quần thể Lăng Hồ Chí Minh. Phạm Quang Nghị lúc này đang là nhân vật số 1 được cụ tổng tin dùng và là ứng viên sáng giá nhất cho chức tổng bí thư, bỗng dưng mất điểm liên tục rồi chính thức rớt đài dù đại hội 12 chưa diễn ra. Bị loại vì những lý do lãng xẹt, Phạm Quang Nghị đã trút bực tức xuống cấp dưới là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội lúc đó là Nguyễn Thế Thảo. Nắm bắt được thời cơ vàng đó thì Trung Con chơi tất tay, những cuộc viếng thăm Phạm Quang Nghị của Trung Con dày thêm. Từ chỗ xã giao đến thân tình theo kiểu huynh đệ, thì thào to nhỏ. Bằng cách huy động vốn cổ phần, Trung Con có trong tay ca táp đủ nặng để gõ cửa nhà Phạm Quang Nghị, để ông này yên tâm về hưu với khoản tiền dưỡng già. Chiếc ghế quyền lực Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã được ngầm định một số chục triệu. Có thể đây là luận điểm của các thế lực thù địch, nhưng chưa có một cơ quan chức năng nào bác bỏ các luận điểm đó. Nghe nói là số tiền ông Trung Con bỏ ra để mua chiếc ghế Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội là 30 triệu đô la Mỹ. Đầu tư vào chiếc ghế có quyền, quyền mang lại lợi, trong lợi trước mắt và lợi lâu dài. Lợi trước mắt là những khoản tiền được chi trả trước và sau các quyết định phê duyệt đầu tư, mua sắm, đề bạt thăng cấp, thăng chức cho đàn em. Để có tiền chi trả trước mỗi kỳ đại hội, Trung không chơi theo kiểu làm tất ăn cả, mà huy động vốn ở những đối tác thân tín theo kiểu tổng công ty Trung Con. Điều này giải thích vì sao có vụ công ty vô danh Nhật Cường Software trúng gói thầu đầu tháng 8 năm 2016 thì thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã trao đổi với việc đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp phần mềm Nhật Cường về thực hiện thí điểm số hóa hồ sơ đăng ký kinh doanh ở Hà Nội. 3 ngày sau buổi làm việc, Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản đề xuất Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho phép công ty Nhật Cường thực hiện thí điểm số hóa hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Theo giải pháp kỹ thuật công nghệ, doanh nghiệp đề xuất và thực hiện miễn phí. Sau đó thì ông Trung đồng ý với đề xuất này. Gói thầu này trước Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội tổ chức đấu thầu công khai và có 4 nhà thầu nộp hồ sơ đủ điều kiện để mở thầu theo quy định. Thế nhưng sau đó thì Sở phải tạm dừng theo chỉ đạo của Trung Con.
Các nhà thầu đủ năng lực nhưng bị loại một cách tức tưởi bởi quyết định miệng của ông chủ tịch. Chúng còn có thêm một số kẻ thù nữa và họ là người đủ thông minh để có thể mở miệng. Thưa quý vị và các bạn, cái ghế chủ tịch thành phố được định giá với hàng chục triệu đô la. Vụ Chúng Con chỉ định thầu Nhật Cường Software với gói thầu hơn 40 tỷ Việt Nam đồng. Dẫu rằng lợi nhuận lên đến 90% thì khoản lợi lộc này có đáng là bao nhiêu? Đời sống nó vậy, anh hùng không mấy khi chết ở ngoài biển khơi đầy giông bão mà lại chết trong vũng bùn lãng xẹt. Đúng như sự băn khoăn của nhiều bạn, khoản mấy chục tỷ thu được từ gói thầu này không lớn nếu so với những khoản phê duyệt chấp thuận dự án đầu tư bất động sản, chuyển đổi mục đích sử dụng đất hay nâng tầng cho một số tòa chung cư ở một vị trí vàng, vị trí kim cương chẳng hạn. Bạn tôi, một người chuyên lo giấy tờ cho các doanh nghiệp, tiết lộ là quy hoạch tổng thể cho xây dựng cao tầng, đầy tầng và xây dựng theo quy hoạch có lãi muốn xin điều chỉnh chiều cao mỗi tầng thêm mất một căn hộ vị trí ven đô, căn hộ cỡ vài 3 tỷ, vị trí đẹp, mỗi căn 100m² có giá trị tới 7 tỷ. Cứ thế mà tính, mỗi năm ở Hà Nội có thêm hàng trăm tòa nhà được mọc lên, kèm theo đó là hàng trăm loại giấy phép. Mỗi giấy phép đầu tư phải có phí bôi trơn, nếu không thì chờ đến Tết Congo cũng chưa được duyệt. Theo báo cáo của Bộ Tài chính năm 2019 thì thu ngân sách trên địa bàn thành phố Hà Nội đạt 278.805 tỷ Việt Nam đồng, xấp xỉ với 12 tỷ đô la Mỹ. Dự toán chi ngân sách địa phương là 105.885,4 tỷ Việt Nam đồng, tương đương với 4,6 tỷ đô la Mỹ. Với quy mô đó thì nền kinh tế của thành phố tương đương với cả tập đoàn lớn, khi dòng tiền luân chuyển, đặc biệt là giải ngân cho các khoản đầu tư công, không ai dám bảo đảm là không có tiêu cực. Các chuyên gia lập dự toán thường căn cứ vào giá gốc ở thị trường, cộng thêm với chục phần trăm tùy từng hạng mục đầu tư với cái tên gọi là chi khác hoặc chi phí dự phòng. Trở lại với đường dây buôn lậu có tổ chức xuyên quốc gia của Nhật Cường, đối tác ruột của công ty Minh Hoa do Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa làm giám đốc. Công ty này nhập khẩu điện thoại thông minh từ Trung Quốc với số lượng hàng trăm ngàn chiếc với giá rẻ mang về Việt Nam bán với giá cao hơn với nhiều lần. Và nếu tính đủ mỗi chiếc điện thoại, ngoài thuế nhập khẩu phải chịu thêm thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, tổng các khoản phải nộp không dưới 20%, nhưng Nhật Cường đã sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán tài chính để ngoài sổ sách hàng nghìn tỷ doanh thu. Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa là vợ của Nguyễn Đức Trung. Tháng 5 năm 2019, Bộ Công an đã khởi tố ra lệnh bắt giam Bùi Quang Huy, sinh năm 1974, tổng giám đốc công ty Nhật Cường cùng với 8 bị can khác về các tội buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Huy không có mặt tại nơi cư trú nên cơ quan công an đã phát lệnh truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế đối với bị can này. Mở rộng điều tra thì đầu tháng 7 năm 2019, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Quang Huy vì tội rửa tiền. Tháng 11 năm 2019, cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố bổ sung vụ án hình sự về tội vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội và các đơn vị có liên quan. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế cũng khởi tố bổ sung vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng đối với bị can Bùi Quang Huy. Huy lạnh lặn một mạch không sủi tăm. Vụ án tạm dừng ở đó và mọi liên quan dính líu, mọi sự tiếp tay vẫn nằm yên sau bức màn bí ẩn. Từng là công an chuyên ngành điều tra tội phạm, Nguyễn Đức Trung đủ võ nghệ để chứng minh rằng chuyện sai phạm ở công ty Nhật Cường chỉ là sai phạm thông thường của một doanh nghiệp mà anh ta là người ngoài cuộc. Và thậm chí một vài cuộc họp Chúng Con còn to tiếng rằng cần phải xử lý nghiêm vụ Nhật Cường, khiến cho công chúng thật thà đặt niềm tin vào nhà lãnh đạo thành phố không chỉ khát quyền lực mà với tiền, khát vượt cả với tiền cũng khát khao không hề thua kém. Ngoài ra thì những cú đòn liên tiếp để mở toang cánh cửa
nhà Lào để cho Nguyễn Đức Chung chỉ có một sự lựa chọn duy nhất là ai. Trên sàn đấu chính trường có lúc âm thầm, có lúc công khai và những anh hùng hảo hán ẩn danh hoặc xưng danh, chúng ta hãy bàn ở những phần tiếp theo. Thời của kinh tế thị trường và hội nhập, công an là cơ quan quyền lực cao nhất, dẫu rằng điều này không được ghi trong luật, với danh nghĩa phòng ngừa phát hiện ngăn chặn đấu tranh làm thất bại mọi hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, phòng ngừa phát hiện ngăn chặn đấu tranh chống tội phạm và là luật pháp của Việt Nam và trật tự an toàn xã hội đã được ghi trong luật. Công an có thể dùng điều này để biện minh cho mọi hành vi của mình. Năm 2010, xứ ta có vụ án nổi tiếng Cù Huy Hà Vũ và dân chúng gọi là vụ án hai bao cao su đã qua sử dụng. Để rồi sau đó, Vũ bị khởi tố về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 88 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Tháng 4 năm 2017, vụ đồng tâm được đẩy lên cao trào khi mà dân chúng bức xúc về chuyện chính quyền cướp đất của dân giao cho doanh nghiệp quân đội đem bán. Người dân đã nổi dậy bắt giữ 38 cảnh sát cơ động làm con tin. Trước sự cương quyết tử thủ của người dân và do sức ép của dư luận cùng với lãnh đạo cấp trên, ngày 24 tháng 4 năm 2017, đích thân Nguyễn Đức Chung đã phải xuống gặp gỡ dân đồng tâm và cam kết không truy tố những người tham gia vào cuộc nổi dậy. Tin vào sự thánh thiện của Trung, người dân đồng tâm đã thả hết các con tin và cuộc khủng hoảng kết thúc êm đẹp. Nguyễn Đức Trung lúc ấy đã được báo chí tung hô lên mây là biểu tượng của việc quan chức đối thoại với dân thì việc gì cũng có thể giải quyết được. Trong một buổi tiếp xúc cử tri ở thành phố Hồ Chí Minh sau đó thì Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đích thân khen cách giải quyết của Trung con trong vụ việc này. Việc Chúng con được chào đón như người hùng đã khiến cho cụ Tổng giận tím mặt. Bởi từ thời cụ làm bí thư thành ủy Hà Nội cho tới bây giờ, chưa bao giờ cụ Tổng được người dân chào đón như thế, nếu không nói là nguyền rủa. Này Nguyễn Đức Chung mới chân ướt chân ráo lên lãnh đạo thành phố mà đã được tung hô như thế, nức lòng người như thế. Biết cụ Tổng giận Chung nhũn nhịu như tứ chi và ở xứ ta thì muốn ung dung bước trên con đường quan lộ thanh thang đều phải có ý kiến, quan sát của cụ Tổng, nghĩ gì để nói theo ý cụ. Nhiều thằng đang thất sủng nhờ phù họa hay ghi điểm cộng, nếu đoán được ý của cụ Tổng sắp nói để tung hô thì chuyện thăng tiến nhẹ như lông hồng. Thế mới có chuyện bí thư tỉnh ủy Thái Bình chân ướt chân giáo lên Hà Nội nhậm chức phó ban tuyên giáo, mới có lời vàng, ý ngọc. Người đứng đầu đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước có thể nói là trường hợp đặc biệt này là hạnh phúc của Đảng, dân tộc. Đồng chí là trung tâm đoàn kết của Ban chấp hành Trung ương để lãnh đạo tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư và quyết định nhiều vấn đề về chỉ đạo điều hành đất nước. Nên chúng ta đã gặt hái được những thành quả như vậy. Chung đam mê quyền lực và quyết tâm thực hiện quyền lực và quên mất rằng đạo của người quân tử có 5 chữ: nhân lễ nghĩa chí tín. Đầu tháng 7 năm 2017, tức là gần 3 tháng sau vụ đồng tâm thì chính quyền Hà Nội đã trở mặt và kết luận của người đồng tâm là có tội, đồng thời sẽ truy tố những người đứng đầu cuộc nổi dậy. Trung đã hứa với dân giữa thanh thiên bạch nhật, nhưng Trung không giữ được lời hứa đó. Và trong một cuộc làm việc với Bộ Chính trị, với Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hà Nội về việc xây dựng cơ chế đặc thù tăng phân cấp phân quyền cho thủ đô diễn ra vào ngày 20 tháng 10 năm 2017, Chúng con được phép có mặt cho dù lãnh đạo Hà Nội có đầy đủ các thành phần. Đó là tín hiệu cho thấy chừng nào Chung tiếp tục là người hùng trong mắt nhân dân thì Chung sẽ trở thành địch thủ của Bộ Chính trị lẫn phần còn lại của lãnh đạo thành phố Hà Nội. Sau cuộc họp trên thì Chung run sợ thực sự và cuống cuồng giải quyết vụ việc này theo cách đổ tội cho người dân đồng tâm rồi loay hoay mãi cho tới nay vẫn chưa tìm ra được hướng giải quyết dứt điểm. Một vị tướng là đàn anh của Nguyễn Đức Chung nhận xét Chung quá say mê quyền lực. Hôm nay vừa mới đạt được vị trí một quyền lực thì ngày mai Chung lại muốn có một thêm vị trí mới, một quyền lực mới. Sự đam mê này tất yếu dẫn đến sự thâu tóm quyền lực vào chỉ trong tay của mình. Và điều này là tối kỵ và nguy hiểm trong bối cảnh tập thể lãnh đạo luôn là một truyền thống, một nguyên tắc bất khả xâm phạm của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đó là còn chưa nói tới một sự thật là khi những lợi lộc có được từ quyền lực của các quan chức thành phố bị suy giảm và đôi khi mất trắng chỉ vì một sự tập trung quyền lực tuyệt đối vào tay của chúng con. Việc thâu tóm quyền lực tuyệt đối và tham vọng leo cao đã tạo ra một cơn sóng ngầm, những phản kháng kín đáo nhưng khốc liệt với cá nhân của Trung và ngoài tính toán của Trung. Ngày 15 tháng 8 năm 2019, tướng Lương Tam Quang, tướng Nguyễn Duy Ngọc cùng với quê hương của tỉnh Hưng Yên được Bộ trưởng Tô Lâm trao quyết định của Thủ tướng bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam. Ngày 21 tháng 5 năm 2020, Trung tướng Lương Tam Quang được bổ nhiệm chức Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an. Trước đó, vào tháng 8 năm 2018, tướng Ngọc được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng, Kinh tế và Buôn lậu. Bộ đôi này với chúng con đã từng là đồng nghiệp với nhau, nhưng có vô số chuyện ân oán giang hồ, sự lộng hành của chúng con trên thị trường quyền lực đã khiến cho các đối thủ cũ và mới phải rút gươm ra khỏi vỏ. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.